gì à, mai Việt Nam ăn Malaysia là vào vòng sau sao anh? Nghe đồn đâu hai thằng kia về nhau ba điều là mình đi luôn các bạn. Thật ra cái giải này mình không có nhiều, nói chung đọc báo thôi. Tại vì mình hoàng Thái Lan là hai điều, mà Thái Lan nó hoàng Hàn Quốc đó là ba điều. Thì tụi nó Thái Lan nó đang có nhiều điểm ta, nó về mình về kia là nó được 5 điểm, mình cũng 5 điểm. Hiểu không? 5 5 5 tỷ tỷ tự gọi là hiệu suất thắng của mình là thua. Ok chưa? Gọi là gì ta? Đúng rồi. Dần dạng vậy á. Mà nói chung nhiều khi đá banh quả bóng tròn đâu biết được các bạn. Ngày mai nó lôi mình theo, nó để mình về một trận nữa rồi thôi hai cuốn gói về luôn. Cửa vào trong của Việt Nam cao không anh? Nói chung cũng không cao không thấp em. Tàn tàn nhưng mà nói chung là Việt Nam mà ngày trước lụm Thái Lan á, lụm Thái Lan cũng được, đó cũng là bỏ qua cái cơ hội, nhưng mà về được Hàn Quốc cũng ok. Nói chung thì vô tới đây thì nó vậy thôi, đâu đâu liên tiếp bộ bước ra sân châu Á rồi, đâu phải sân Đông Nam Á đâu, đâu phải thường châu lặp lại đâu. Có cái vụ thường châu lặp lại công nhận năm đó cũng độ dữ ta, về toàn mấy anh Tây Á không mà xong phạt đền lụm nó hài thiệt chứ. Cái gì Hàn Quốc hành Thái thì ngon, nói chung Thái nó có ba điểm lận lưng đó mày ơi. Thí dụ như Hàn Quốc hành Thái mà Malai lôi mình một quề đi bụi, đúng không? Đi bụi. Nói chung á, bây giờ á cái kèo hai thằng khứa đó đó, xin lỗi các bạn, mà nó quề mà nó quề ba điều á là cái kèo đó là mình dễ thở. Mà xin lỗi bạn, lộn, ông mới quỳ ít thôi, quỳ ba điều ghê quá, ba điều mà đi bụi rồi này, quỳ ít thôi. Còn hai thằng đó, thằng nào hai thằng đó là thằng nào cũng 4 điểm hết rồi đó đó. Hai thằng đó 4 điểm mà nó quề quá ít, hoặc là thằng thắng thằng thua, nhưng mà với điều kiện mình đừng thua đừng quề nha, mình ăn cách biệt 4 bàn là chắc chắn vé vào vòng sau. Từ 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 ông nói gì tôi cãi á. Đây coi, ông ăn cách biệt 4 bàn, lúc đó Việt Nam mình được 5 điểm, Việt Nam mình được 5 điểm. Ông nói nghe cũng có lý á nha. Để coi Việt Nam mình đang là nhiêu ta, quen Hàn Quốc không đều hả, hay một không, một à một đây một 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 quen kia 22, mình đang hiệu suất là không, tức là không 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 dương âm. Mà đó bị cãi bà đi, ông nói coi như đúng đi, mà chắc ông coi trang nào nó phân tích rồi á. Vì lớp trẻ cầu thủ Việt Nam sau này bóng ngừng lăn là bay ra ngoài đóng quảng cáo, không còn chú trọng tập thể lực nhiều nữa, kỹ thuật còn non hơn lớp đi trước. Tao thấy chạy ngựa mà mày non như mày, nói chung là tao phải mưu sinh nữa chứ. Giờ đá banh không cấm tao đóng quảng cáo chơi vậy sao thân mày, Ronaldo cũng đóng vậy sao mày cũng chửi, kệ tao đi mày, khó quá. Trẻ trâu này chấp nhặt, không mày chấp nhặt mấy chuyện tiểu tiết. Thắng một trận banh là nâng tầm vị thế bóng đá, còn thằng nào nó nâng tầm vị thế quốc tế thì lôi cá nhân đó ra đam bớt gài, nó gài anh sao được mấy em. Sao giới trẻ Việt Nam thích khịa tổng thống là hề, trong khi chính nước họ lại toàn chạy xe ôm bán chổi. Nói gì mày, khí khô gì? Nói chung á, khịa tổng thống là hề á, thì đó là chuyện của người ta, tao tao chưa giờ khịa con đó cả. Thì cái chuyện mọi người ta làm sao đó đừng lôi vô nhà của anh. Mấy em chẳng biết nhà anh là nhà có học thức văn minh và chơi đẹp là được rồi. Còn tụi em muốn chơi đẹp lại với anh á thì cứ ok, nhỏ nhỏ thì mua ạt lớn mua súp. Còn giàu nữa tới tập tạ hết, ok hết nhé. Em đọc được một comment trong một bay, em mã hóa cho anh Di dễ đọc là nước nào cũng có tham ăn. Đâu có gì đâu mà giận, đâu có gì đâu mà trách. Có cơ hội thì ông cũng ăn thôi. Comment được nhiều like nói lên dân trí gì anh. Đồ dân trí siêu cao luôn chứ nói gì mày. Chừng nào ăn vô nhà nó coi nó comment sao. Ủa mấy thằng khứa đó comment trên xã hội hay lắm, ăn vô nhà nó coi nó comment sao. Đó, mày mốt đẻ ra con á, xong rồi con cắn vô của nó hết trơn luôn. Công sức nó làm lụm dành dụm đủ bao nhiêu năm trời luôn, hai vợ chồng nó làm đẻ ra ba đứa con, nó cắn sạch bách không còn gì luôn, xong rồi con nó nói lại cho nó câu đó. Vì người lính Nga ra trận mang về cho gia đình 83k, còn tôi không mang về cho gia đình được cái gì, buồn quá. 83k luôn hả? Vì giàu dữ mày, 83k là cũng lớn lớn chứ không nhỏ đâu nha. Nguồn tin ở đâu ra vậy? Thiệt chứ bộ. Ủa 83k là lớn lắm á, ông nhân chừng 100.000 có ra nhiêu tiền? Nhân thử em, 100.000 năm số 0. 83k là 83k là nhiêu? 3 số 0, 3 số 0, 5 số 0, 8 số 0. 8,3 tỷ đô. 83k rúp hả? Ủa ca rúp hay ca đô? Nếu mà 83k rúp thì đâu có nhiêu. Nay ông tổng thống Ukraine bị tướng thủ tướng Hungary chửi không ra gì, rồi giúp vậy còn xúc phạm người ta. Ủa ông Hungary ông đâm Ukraine như gì luôn chứ? Ủa ông Hungary tốt lành tử tế gì với Ukraine má?
ông Bungary nghe, ông mới giúp đỡ Ukraine nhiều, còn cha Hungary cho toàn chơi ngựa, toàn chơi chơi pháo ngược không à. Cái vụ dầu khí ông cũng chơi pháo ngược. Nói chung là cái ông này ông khá lị trong NATO đó. Ông này ông vô NATO là nhờ cái vé play off với vớt. Nó chơi vậy đó mấy em ơi, bởi vì NATO cũng có đít và có đát nha. EU thì cũng có đít và có đát, thì các bạn cứ bật lên bạn tìm hiểu đất nước Hungary là gì. Coi dân bao nhiêu, GDP bao nhiêu biết liền à. Ngày đó nhờ vé vớt mà Hungary vô NATO thành công, giờ Hungary không muốn ông đạp này, bởi vậy chơi hay quá. Ông chơi được thiệt đó. Nói chung á, ok. Tất cả thế giới này 200 nước là nó phức tạp lắm các bạn. Mỗi nước đều có quyền quyết gia quyết định. Ok, kệ ông. Nhưng mà cách ông chơi như thế nào á đó, mà đẹp là khác. Còn chơi mà chơi dơ. Trời ơi, đóng chơi dơ luôn. Đúng chưa? Nếu mà nói theo góc độ thằng này cũng đúng nữa. Thằng nhân viên tôi mới nói á, ngày xưa ông vô được á thì ông ok, ông ấm, ông êm. Đổ đằng này bây giờ á, người ta cũng có quyền vô vậy. Ông đâm, ông chọt, ông đạp, người ta không ra cái gì hết. Mà xin lỗi các bạn nha, tôi dùng chữ vé vớt là bạn hiểu rồi cái gì. Tức là cái NATO và cái EU á, nó có deep và nó có dark. Nó có đời đầu, đời giữa và đời cuối. Xin lỗi các bạn, đời cuối mình dùng chữ vé vớt. Đó, mấy đời đầu nó gánh còng lưng luôn, gánh tim còng lưng luôn. Con anh là chơi cứng nhất trong vụ này, mình thấy anh là chơi cứng nhất mà. Hàng chiên đó thì xích cũng có lý đó bạn. Và thấy anh đó giờ chơi nó có lỗi với Yuri con nào không? Không có đó, người ta chơi mà đẹp rồi nha con. Chơi cái vụ mà cái ông thủ tướng anh ông bị cái phốt là ông ăn nhậu trong thời kỳ Covid á, mà bên anh nó làm ghê gớm lên tính quốc ông luôn rồi. Đáng lẽ người ta lưu bu chuyện đó đó, là người ta không có làm chuyện kia, nhưng mà ông thấy ông anh chơi cứng chưa? Chơi cứng hơn Đức nữa. Trong ba ông anh Pháp Đức thì thấy ông Pháp là màn giữa cái màn xìu xìu nó ảnh, cái màn gọi là mẹ công không ra công, mà thủ không ra thủ, cánh không ra cánh, mà trung lộ không ra trung lộ, biết đá cái gì nữa. Đó, còn ông anh là ông chơi trường phái chất độc màu, xin lỗi các bạn, gì cơn lốc màu da cam. Ông mà công thủ toàn diện. Quân Azov có thù với mình không boss? Quân Azov hình như ở vùng biển Mariupol đó, dù đó gì đó. Xong rồi sau này được kết nạp vô quân đội Ukraine gì đó, giờ thành phần nòng cốt vậy đó. Mà quân Ukraine, quân Azov thì Nga ghét như gì luôn. Nga ghét lắm. Nên Nga nói là quân Azov là tân phát xít đó các bạn. Em nghĩ do Hungary nhập nhiều dầu khí nhiều nhất, nhiều dầu khí nhiều nhất EU nên mới mới vậy, tô nước đã vỡ, nhập nhiều cái móc mày chứ nhập nhiều. Tức là cái số lượng nhập thì không có bao nhiêu đó, nhưng mà tính ra tỷ lệ thì là mới nhiều, hiểu không? Tức là cái nước Hungary nó nhỏ xíu à ba ơi. Mà cái ông này không có biển, ông không có biển nên bây giờ là EU ưu tiên. Đó là thôi mày không biển mà nhập kệ mày, mấy thằng có biển nhập nha. Nên cái trong cái luật cấm dầu mới của EU á là cấm, tức là cấm đường ống. Phải không ta? Ờ đúng rồi, đường tàu không cấm. Mà đường tàu thì mấy ông có biển mới vô được. Ông EU thì hình như được bật đèn xanh đó. Ô lộn, xin lỗi ông Hungary. Nhưng mà thôi, bàn làm gì ông Hungary bạn ơi, tại vì qua vụ này ông chơi pháo ngược ông mới nổi thôi. Trong cái drama này ông chơi pháo ngược ông mới nổi thôi, chứ còn ông nó mà kinh tế xã hội rồi xong rồi đá banh rồi không có cái gì hết hết á. Nói thiệt các bạn á, thế giới này nhiều nước lắm. Nước nào mà nó mạnh mạnh chút thì mình còn tìm hiểu thôi. Chứ còn mấy nước nhỏ xíu nhỏ ép cơ thôi. Mấy ông đánh nhau hoài khổ ghê, hôm nay đổ bình xăng 81 đô, trước khi đánh là 45 đô, bơm xong nhìn đồng hồ chóng mặt. Vì xe anh xe gì nhỏ xíu đổ có 81 đô vậy anh? Hay là ông ở bang nào? Bang này chắc bang rồi. Georgia đúng không? Georgia xăng mắc mà. Gia đình quân nhân Nga tử trận ở Ukraine và Syria nhận được 5 triệu rúp là 82k đô. Đó nhiều chưa? Trời ơi má, bây giờ biết nói sao, một mạng người như đó tiền thì mày heo nhiều hay ít. Cái này không nói được các bạn. Theo bạn nghèo, thấy ví dụ như bạn thuộc dạng cù tủn thì bạn thấy nó nhiều. Ví dụ còn bạn thuộc dạng rít kích thì nó chả đáng bao nhiêu. Nó vậy đó bạn, này góc nhìn thôi. Thầy mà ví dụ 82k đô ở một đất nước mà GDP tầm 10.000 thì nó cũng là tới 8 năm lao động của một con người. Ừ ok, em thì góc nhìn của em anh tôn trọng, nhưng mà đối với anh mạng người vô giá, bây giờ mày hỏi anh nhiều ít sao anh dám trả lời. Đúng không? Nhưng mà chưa kể nó góc nhìn nữa em. Góc nhìn về cái người chiến sĩ đó nữa. Một bên thì vinh quang, một bên thì chửi. Thí dụ như bây giờ như vậy, ví dụ như nước Nga bị nước khác tấn công, mà cái người lính đó người ta vệ quốc người ta ngã xuống thì cả thế giới tôn vinh hết. Nó khác. Nó khó nói lắm.
tùy góc nhìn đó, cái này cãi lộn làm gì các bạn. Anh ơi, áo hung Ottoman Nga là nguyên nhân dẫn đại chiến một mà em nghĩ hung to lắm. Ừ, hung to lắm thì mình cứ nghĩ hung người to đi. Hungary chơi chiêu bài marketing đánh bóng tên tuổi hay sao ta? Qua showbiz mình tâm sư học đạo. Anh là tam sư anh ơi. Cơn lốc là bên Hà Lan mà 3 triệu. Cái tội ngu và dạy khôn Duy Nguyễn. Mày cái kiến thức sơ đẳng nó tưởng là mình không biết hay sao á. Ông ơi, tao nói gì cái lối hỗ trợ Uren. Đúng là cái thằng nó học nó không biết gọi là ẩn dụ là gì hết á. Vậy cái chuyện đồng rút mà nó mạnh lên, bạn phải hiểu nguyên nhân nữa. Chứ không phải không hiểu, đâu có ai hiểu nguyên nhân nó là như nào đâu. Anh thấy sao khi phương Tây gần đây ngài kiền xả súng anh ạ? Ôi, nó bên bển nó dư đạn, rồi chỗ khác dư mã. Ở gần nhà anh có tự nhiên cái vụ gì gì xích mít tiếng nẹt bô, kéo nguyên băng vô quán rồi quán nhậu, quán ốc. Ở bên Bình Tân luôn, quốc kia đi luôn. Ghê, xã hội giờ kinh lắm em. Hỏi câu này anh Duy đừng đam nha, tôi không học kinh tế nên không hiểu sát cụm từ giá trị thặng dư, cho tôi một ví dụ thực tế được không? Đơn giản thôi, một đêm không trăng không sao, trong mái nhà tranh hai mái đầu xanh gù gì to nhỏ, 9 tháng 10 ngày có con cu ra đời, đó là giá trị thặng dư, đúng không? Tham gia vô cái quy trình đó là một nam và một nữ, kết thúc quy trình đó cũng là một nam một nữ, sau thời gian tích lũy ra một cu nữa đó là giá trị thặng dư. Sau khi trừ một nam một nữ vẫn còn đó, thêm đừng cu nữa là giá trị lời ra dôi ra, chứ là giá trị thặng dư, không thực tế, không lấy tiền. Vậy thì quay lại bài toán hai cha cái gì, cha mẹ chịu cực này nọ, nhưng mà ông chịu cực ông cũng nuôi được cái mỏ của ông có chết đói đâu, đúng không? Thì ông cũng vô được quốc tịch Mỹ thì ông cũng thành người Mỹ, đó là cái lời của ông rồi. Còn cái lời của con ông bon nó ra ở Mỹ, ở USA, rồi xong rồi nó ở bên đó nó học hành đồ này nọ, nó hòa nhập với cuộc sống của Mỹ đế. Ủa thì cái đó là nó giá trị thằng dư cho thằng con của ông thôi. Nhưng mà ngược lại con ông đẻ qua Trung Quốc làm sao được làm được cái chuyện đó, đúng không? Nếu mà con ông đẻ qua Trung Quốc giờ lo đi mua nhà đi kìa, thành phố ma cả nồi mà không có tiền mua đâu. Rồi chưa kể ví dụ con ông học được đi lính nữa. Ủa, lính nó nhiều tiền, lính bên Trung Quốc luôn. Sao sân bay Việt Nam kỳ vậy? Chú em từ Mỹ qua đưa cháu nhỏ ở quê đi Đà Nẵng chơi mang giấy khai sinh, nó không cho vào, bắt mang căn cước công dân, sao máy móc quá. Mới được 3 tháng. Thôi mày đừng có khùng quá mẹ, 3 tháng chứ đi chế khai xong là đúng rồi, làm gì căn cứ công dân mà điên vừa thôi, mày xạo lóc mày luôn giờ. Ở đó. Từ Mỹ thầy. Cái gì? Từ Mỹ. Từ nào cũng vậy thôi. Nhỏ xíu rồi giấy khai xong thôi chứ. Nít đi máy bay giấy khai xong không à. Chú em từ Mỹ đưa cháu nhỏ ở quê đi Đà Nẵng chơi. Nó cháu nhỏ nó Việt Nam mà, quê Đà Nẵng chơi mà chứ. Bình thường rồi, sân bay không treo hả? Còn nếu mà đúng thì đi khiếu nại đi, bảo đảm cứu này kiện ra tòa ăn tiền. Nó 15 tuổi 3 tháng mà. Thôi 15 tuổi 3 tháng làm căn cứ công dân, đúng rồi mày ơi, mày lương vừa thôi. Căn cứ công dân 14 tuổi phải. Chứ mày bự chà bá rồi, mày đưa giấy khai sinh ai biết đứa nào. Trời ơi, cái thằng này tao tưởng là 3 tháng. 15 tuổi 3 tháng là phải có căn cứ công dân mà, tao thiệt á. Tao xin lỗi mày nha, gia đình mày ở Mỹ mà phèn. 9 tuổi làm hộ chiếu rồi. Thiệt luôn á, mẹ dốt. Tức là tự nhiên cái thằng này nó dốt, nó bắt mình phải giải quyết sống làm việc theo cái dốt của nó. Nó dẹp luôn đi, trời ơi, nhà gia đình của người Mỹ không biết hướng dẫn hướng nghiệp khí khô gì hết. Nó thua luôn. Thất bại. Giận thì chịu thôi, tức nói không nên lời đúng mấy em. Bây giờ mày đi Mỹ uổng quá, chú mày đi Mỹ cũng uổng quá. Không có giúp được gì cho gia đình hết. Không có giúp tiền thì mới giúp bể này bể kia, nhận thức tri thức đồ. Chứ vậy mày đi Singapore kiểu gì? Cũng phải có passport đi được thôi. Thì giờ 9 tuổi làm passport đi. Ông dân chơi giờ là đi nít đi passport không? 15 tuổi 3 tháng là không tờ giấy lận lưng nữa. Đi ra tự hào bổ ngực xưng tên. Đây tao đây, chú là Mỹ. Mỹ lộ quốc tịch rồi, cấp lộ quốc tịch rồi ba ơi. Thôi xin lỗi chú nào đó nha. Nhưng mà chú vậy chết luôn chú ơi. Không phải nó quên ở nhà. Thôi mà vậy, quên ở nhà thì về nhà ngủ luôn đi mày. Kiến thức sơ đẳng. Ủa vậy mà bữa nào tôi quên mẹ visa tôi xin qua Mỹ mà cho không? Ông đi nó đi sân bay nó chơi. Vậy bữa nào tôi quên. Vậy thì tao viện dưỡng tao nói mày nha. Ờ tao quên bà visa Mỹ rồi. Đó, tao đi Mỹ rồi, mày phải cho, phải linh động nha mày, có hình được không? Tại em bên Mỹ cháu em đi trong nước cần thẻ học sinh là đi được mà chú em bao vậy? Ờ thì mày đưa thẻ học sinh ra. Thì mày đưa thẻ học sinh thằng đó ra, có mọc của nhà trường đồ đàng hoàng dám tao cho qua đó. Mà mấy đứa nhỏ giờ 15 tuổi sướng thế mẹ luôn, làm với căn cứ công dân có chip luôn lần.
Bây giờ căn cứ công dân Việt Nam giờ cứ mấy chục tuổi làm lần, mình mới làm năm hồi năm nay 3 năm sau làm nữa. Mốc 14, 25 tuổi với 40 tuổi. Nên mình nhìn thấy cái điểm đó nó cũng hợp lý nữa. Thí dụ như bây giờ cái căn cứ công dân mà thời hạn 10 năm thì cũng được đi. Thì năm nay mình 37 tuổi mình làm thì 47 tuổi mình làm lại. Xong rồi tự nhiên tới căn cứ công dân thời hạn mình 3 năm ba. Ủa tới năm 40 làm lại, tới năm 50 làm lại, tới năm 60 làm lại. Trời ơi thiệt. Ở một góc độ đó nó lãng phí đúng không? Lãng phí cho người đi làm và lãng phí luôn cho người làm. Cái gì à, Việt Nam bị ô nhiễm tiếng ồn, bị văn hóa giao thông. Giao thông lùng hả? Không phải giao thông lùng mà nói chung là hoàn cảnh bắt buộc em. Em nói câu này nó nặng. Hoàn cảnh bắt buộc má ơi, không bóp càng chạy đụng xe còn quả cha nữa má. Mày trong hẻm nó ban ra đùng đùng không mày? Rồi mày thấy mấy con nhỏ Ninja Lít chưa? Ông nội ơi, tao bóp càng tao mới sống tới ngày hôm nay đó. Nó đừng nói chuyện văn hóa giao thông lùng, nó nhiều cái đó nó ấy lắm. Nên chịu thôi, mình chưa tiến được cái bậc văn minh đó phải chấp nhận. Giờ trong hoàn cảnh xã hội rối ren này giờ biết giờ giải pháp là thế nào ha không?